có nha anh em. Đây, đây là em. Chung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái đoạn video test cái con máy Isuzu. Đây cái mã của nó đây, từ từ mình giải thích nhé. Đó. 3AD1 nhé. Một cái con máy Isuzu 86 ly 3 máy 1.498. 86 ly dung tích là mình gọi là nôm na là máy 1.5 đấy nè. Cái con máy này hàng bãi, đúng chất bãi, đã bơm nắp không có, đã đẩy nắp lại rồi. Chỗ này chỗ nó móc cái bơm đầu đây nè. Máy móc heo xi, nước xi còn rất là ok luôn, nhìn nó còn bắt mắt lắm. Đúng chất bãi nha, chưa đụng, chưa chạm, chưa gì hết à. Rồi nắng chói lên rồi rất là khó thấy luôn. Đây. Đây, chân ở trước là chân máy cày nhá. Chân để bắt dí máy cày đây. Chung với các đề TATS này. Đấy. Nên coi những cái chỗ này để anh em thợ nhìn biết là máy là hàng bãi, mặt cam mặt cọp là chưa đụng chưa chạm nhé anh em. Đề chuyền, con này đề chuyền turbo 1.498 turbo này anh em là nhìn là biết rồi. Này, bánh đà dày này. Chung cho đến từ 2004 cho tới 3.9 là nó xài chung cái bánh đà nhá. Chung bánh đà mâm ép, mấy cái lỗ khoan để bắt mâm ép này. Đấy. Thì chuyền mình soi vào sâu bên trong, vì bây giờ nắng đang chói lắm, nhìn phải soi cận cảnh như thế này này để anh em dễ nhìn này. Heo ốc ác tán xi bấm chì còn đủ hết nha. Đó. Nước sơn còn rất là khá luôn. Rồi turbo không có rơ lắc nha, turbo cũng ngon lành không có rơ lắc chi hết à. Đó. Cái con này thì nó lắp vừa cho tất cả các đời ECK. Nó là chính nó y hệt cái con máy, cái mã số này này. Cái mã số này turbo là nó y hệt cái con máy 3910 nhé, TS3910. Nhưng mà nó hiện tại nó đang đi cái đầu trâu này là lắp vừa cho TA này. Cho TA không biết TA máy, nói chung là nó là công suất nó là 38 ngựa đấy. Hoặc là 3910 nó cũng là nó đấy, một thứ một hết. Bây giờ em muốn lắp cho đúng cho ECK thì bỏ cái mặt cọp này ra, hai cái mặt cọp ECK đang có. Đó, cái mặt cọp có rồi. Nó gọi là mặt canh đấy nè, đây mặt canh ECK này của đời TS đây. Nó là như thế này này. Đó. Đời TS tấm này này. Lắp vào. Đây. Đó, lắp vào đúng cái vị trí. Quay mấy con ốc này 2 1 2 3 1 2 3 đây. Đó, ba cái con bu lông đấy, đấy. Thì đổi qua lắp đúng các loại TS nhé. Anh em thích lắp TS hay TA gì đó thì tùy ý. Rồi, mặt trước có chân cẳng đầy đủ, máy móc máy bãi. Dàn hơi thì rất là khá luôn. Có turbo nhại nỏ. Đầy đủ hết. Ốc tán là chưa chạm hết nha. Chỉ trừ cái bơm nách này về có vặn vào thôi. Là mặt canh sẵn vặn vào thôi chứ ốc ác là không có chạm. Rồi, chúng em có cái video nha. Giới thiệu với anh em cái con máy Isuzu Turbo 3839 ngựa như vậy đó.
lắp vừa tất cả các đời TS nhé, lắp vừa đổi vào cái này, lắp vừa tất cả các đời TS hoặc là TA. Anh em muốn độ chế tháp máy cài đang có sẵn ở nhà hay là hoặc là dùng vào cái mục đích kéo gì đấy thì liên hệ nhé, máy đã ở tại nhà ở Châu Thành, Long An nhé anh em. Rồi, chung cảm ơn em đã xem video mà.